này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách căn chỉnh lề trong Word 2010. Trước tiên để căn chỉnh lề cho Word, các bạn hãy đổi đơn vị về mặc định. Các bạn biết rằng khi cài Office 2010 lên thì đơn vị mà mặc định của phần mềm đó chính là inch, thì đây chính là một cái đơn vị đo của nước ngoài. Một inch thì tương đương với 2,54 cm, nhưng vì chúng ta ở Việt Nam thì hay dùng đơn vị là cm, vậy thì trước tiên ta phải đổi đơn vị từ inch sang cm. Các bạn theo tôi hướng dẫn, đầu tiên các bạn vào File, sau đó các bạn chọn Option. Trong mục Option này các bạn chọn Advanced, các bạn kéo xuống tìm phần đổi đơn vị. Đây là phần Display. Các bạn để ý ngoài dòng này là các bạn để ý đơn vị đây, nó cái mục này là cm đấy. Hôm nọ tôi đã chọn rồi, tôi đã chọn về cm rồi, nhưng mà các bạn chú ý là khi mới cài bộ Office thì đơn vị nó là inch như thế này đấy, đơn vị là inch, một inch thì tương đương với 2,54 cm. Thế thì đây là mm này đấy. Ngoài ra còn các đơn vị khác, vậy thì chúng ta thì ta sẽ chọn là cm. Bạn nhấn OK. Và như vậy là chúng ta đã dùng đơn vị là cm. Bước tiếp theo để chỉnh căn đặt lề thì các bạn theo tôi hướng dẫn, các bạn vào Page Layout, vào mục Page Layout. Trong mục Page Layout là các bạn vào Page Setup, nó có cái hình mũi tên này phía dưới bên phải, bên phải phía dưới này, Page Layout, các bạn bấm vào Page Layout. Page Layout thì trong Page Setup. Thế thì ngay cái mục Margin bên đầu đây thì các bạn thấy top là căn này phía trên. Đấy, tôi đã cài sẵn 2 cm. Và bottom là bên dưới, đấy, lề dưới đấy, là cũng 2 cm. Tôi để lên 2 cm. Các bạn có thể thay đổi là 1,9 này, các bạn thay đổi bằng các phím mũi tên này, Và left là lề trái, tôi để là 2,5. Lý do tại sao tôi lại để 2,5 trong khi lề phải, xin lỗi các bạn, căn lề trên và lề dưới và lề phải tôi để là 2 cm, mà đây là lép tôi để 2,5. Bởi vì là cái lề trái này các bạn nhớ rằng là nhiều khi in nhiều tài liệu, nhiều trang ấy, ta phải đóng gáy tài liệu thì nhất thiết là phải để cái này rộng hơn một chút để chừa ra cái phần 0,5 cm để đóng gáy, đóng váy tài liệu. Đấy, các bạn chú ý thế. Thế thì các bạn có các thông số khác, nhưng mà theo như tôi khuyên đây mặc định để cho một cái tài liệu đẹp thông thường ấy, một cái văn bản đẹp thì thường người ta để là lề trên là 2 cm, lề dưới 2 cm và bên phải 2 cm, bên trái 2,5 cm, dư ra 0,5 cm để làm đóng váy. Thế còn các cái mục này thì các bạn cứ để nguyên, giữ nguyên. Thế còn thì trong cái mục này thì ta có đây này. Đây là khổ giấy nằm ngang, đấy, khổ giấy ngang, còn đây là khổ giấy dọc. Thế thì thường người ta sẽ định dạng là hay dùng cái khổ giấy dọc hơn thì ta cứ để khổ giấy dọc. Khi nào cần dùng đến khổ giấy ngang thì ta hãng để cái chế độ ngang, tại vì cái chế độ giấy ngang là rất ít dùng. Thế còn các cái phần này ta cứ để nguyên thế này. Thế sau đó là các bạn không được nhấn OK ngay, các bạn phải ấn Set as Default. Thế sau đó các bạn ấn Yes. Được rồi. Như vậy là ta sẽ đổi đơn vị về cm và ta đã tiến hành căn lề xong cho Word 2010. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.